Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 80 ngày 26 tháng 4 về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo kế hoạch, Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 có 60% và đến năm 2030 có 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung, nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp, sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số, phát triển học liệu số. Năm 2025 có 75% và năm 2030 có 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số. Năm 2025 có 60% và năm 2030 có 100% trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia. Năm 2030 có 100% trường cao đẳng trung cấp, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp số hóa, quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối tích hợp dữ liệu lên môi trường số, hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030. Kinh phí để thực hiện kế hoạch sẽ trích từ ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư, tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.